Con đã đạt được mục đích tiếp theo rồi, mục đích thứ ba rồi. Con nhặt chú thú nhún nhau cho các bạn xem nào. Đây là mặt gì nhỉ? Mặt né. Hôm nay Ngân Hà sẽ chơi một trò chơi gì cho các bạn xem nhỉ? Học bảng chữ cái. À, Ngân Hà sẽ chơi học bảng chữ cái đúng không? Bây giờ con đã sẵn sàng chưa? Sẵn rồi. Ngân Hà sẽ nghe ba đọc và con sẽ đọc theo nhá. Đâu con? Đây. Chữ A đâu nhỉ? A đâu? Chữ Ớ đâu? Đây. Giỏi lắm. Đây. Chữ Cơ đâu nhỉ? Đây. À, Ngân Hà đã biết học đến chữ Cơ rồi đúng không? Chữ Giờ đâu? Đây. À, chữ Giờ nào? Đâu con? À, chữ đờ đấy, ba kiểm tra nhá, xem đúng chữ nào, con bỏ cái chân ra nào. Đúng rồi, đúng là chữ đờ rồi. Ngân Hà đã được một phần thưởng gì nhỉ? Một chú thú nhún em moi này. Con đưa cho các bạn xem nào. Giỏi lắm đúng không? Ừ. Con để cho vào rổ đi rồi, mình sẽ đi học tiếp chữ cái tiếp theo nhá. Chữ E đâu nhỉ? Ngân Hà giỏi thế, ai dạy con mà siêu thế? Con cảm giác con đoán được những chữ nha, con thấy vui không? Vui. Ừ. Bây giờ con đã sẵn sàng học tiếp chưa? Sẵn sàng học tiếp rồi. Rồi đây. Tiếp theo là chữ H đâu nhỉ con nhỉ? H đây. Tiếp theo là chữ Y ngắn đâu? Ngắn đây. Rồi, chữ K đâu? Chữ K đây. N đâu nhỉ? Rồi làm dê. Vậy là Ngân Hà đã đặt đến mục đích tiếp theo là cái đích thứ hai rồi. Trước mặt con kìa, có một chú thú nhún đang nhún nhảy kìa. Con nhặt con sơ cho bạn xem nào. Đây là chú thú mặt gì nhỉ? Chú thú mặt né. Rồi, bây giờ con về con cho vào rổ của mình nhá. Con đã sẵn sàng học tiếp những chữ cái tiếp theo chưa? Cái tiếp theo rồi. À, sẵn sàng rồi đúng không? Theo chữ M đâu con nhỉ? Chữ M đây. Tiếp theo nào? Chữ N đâu? N đây. Để ba kiểm tra nào, con bỏ cái chân ra xem nào, xem con đã đúng chưa? Chuẩn rồi, yeah. Chữ O đâu nhỉ? O đây. Chữ O đâu? O đây. Tiếp theo là con? Chữ Ơ đâu? Chữ P đâu? P đây. Chữ Q đâu? Q đây. Yeah. Con đã đạt được mục đích tiếp theo rồi, mục đích thứ ba rồi. Con nhặt chú thú nhún nhau cho các bạn xem nào. Đây là mặt gì nhỉ? Mặt méo. Mặt méo, mặt vênh đúng không? Mặt vênh. Ừ, rồi, con đã sẵn sàng học những chữ tiếp theo chưa? Chữ F đâu con nhỉ? F đây. Giỏi thế. Chữ S đâu? F đây. T đâu? T đây. Để bác kiểm tra chữ T xem đúng chưa? Đúng chữ T rồi, Ngân Hà hôm nay siêu quá. T. Yeah. Tiếp theo này con, chú ý này. Chữ U đâu? Đây. Chữ U đâu? Con nhỉ? Giỏi thế. Chữ X đâu? Cuối cùng là chữ Y nhỉ? Chữ Y đúng không? Rồi. Con đã đạt được 4 mục đích rồi. Một chú thú nhún trước mặt con kìa. Con đưa cho các bạn xem nào, một chú thú mặt gì nhỉ? Mặt né. Rồi, giỏi lắm đúng không? Con cho vào rổ đi. Con chào tạm biệt các bạn đi con. Ừ, kênh Ngân Hà TV, hẹn gặp lại các bạn ở những video chương trình sau nhé.